chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Như quý vị cũng đã biết, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta khó có thể khám phá hết và không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ xung quanh cuộc sống nhé. Phụ huynh tặng cô giáo của con một chiếc ô tô để bày tỏ tấm lòng. Thưa quý vị, mặc dù được xem là một ngày đáng quý nhưng ở rất nhiều nơi trên thế giới, điều kiện sống của các thầy cô vẫn còn nhọc nhằn vất vả. Ngay ở tại một quốc gia giàu có như nước Mỹ, theo thống kê có tới 18% giáo viên phải làm thêm nghề phụ mới đủ trang trải sinh hoạt. Hầu hết ngoài giờ lên lớp họ tìm đến các công việc như là gia sư, bồi bàn, bán hàng tạp hóa, nhân viên chuyển phát, lái xe, v.v. Với các giáo viên tiểu học, dường như mọi việc còn khó khăn hơn nhiều. Một cô giáo tại bang Alabama, đông nam của nước Mỹ, người đã dành nhiều năm hoạt động trong ngành giáo dục nhưng vẫn không tiết kiệm đủ tiền để mua một chiếc ô tô. Điều kỳ diệu đã đến với cô giáo này khi một phụ huynh học sinh mua tặng cô cả một chiếc xe hơi mới. Trên mạng xã hội, bà Courtney Eichley, vụ phụ huynh hào phóng nọ chia sẻ, chồng tôi kể cho tôi câu chuyện cô giáo của con gái nhiều năm nay phải vất vả bắt các chuyến xe buýt khác nhau tới trường dạy học. Chúng ta nên làm gì đó giúp cô. Tôi đã nói với anh rằng, anh không cần kể thêm nữa, em đã có quyết định rồi. Ngay lập tức, bà Courtney Adderley đã mua tặng cho cô giáo may mắn đó một chiếc Ford Focus. Trong đoạn video được ghi lại, cô giáo luôn miệng hỏi chuyện nghiêm túc đấy chứ. Và sau khi nhìn thấy chiếc xe gắn truy băng quà tặng, cô òa lên khóc vì hạnh phúc. Đây là chiếc ô tô đầu tiên trong đời của cô. Đoạn video cảm động trên có hàng triệu lượt người xem và chia sẻ. Được biết bà Courtney Adderley là một triệu phú và đang sở hữu một công ty trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Thầy giáo 80 tuổi cần mẫn dạy không lương để gieo tính cội nguồn vào lòng những đứa trẻ. Người dân của ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã quen thuộc với hình ảnh của một thầy giáo già cầm chiếc cặp táp chậm chậm tiến vào chùa. Tuy đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng thầy Tà Phôn vẫn cần mẫn đứng lớp dạy cho lũ trẻ con những con chữ của dân tộc, gieo vào lòng chúng tình yêu cội nguồn. Trong một căn nhà nhỏ cạnh khuôn viên chùa Sài So, có một lớp học đặc biệt vào mỗi dịp hè về. Những đứa trẻ đến với lớp học này không học chữ cái để thi, các em được thầy giáo dạy từng nét chữ với một mục đích duy nhất là biết đọc biết viết để không quên mất cội nguồn của mình. Đó chính là lớp học tiếng Khmer của thầy giáo già Tà Phôn. Quang cảnh lớp học của thầy Tà Phôn thật giản dị, không tivi, không máy chiếu, thầy chỉ dùng đến phấn trắng bảng đen như những lớp học truyền thống. Quang cảnh ấy khiến nhiều người vừa mừng rỡ vừa nghĩ suy. Những dòng chữ ngay ngắn thẳng tăm tắp của thầy hẳn sẽ khiến nhiều người nhớ lại lớp học ngày xưa khi người Việt vẫn giữ tinh thần nét chữ lên nét người. Khi ấy, thầy cô luôn lấy chính cuộc sống khi học cái chữ của mình để dạy cho lũ học trò. Chữ đẹp không phải để khoe, sự ngay ngắn chỉnh chu trong những dòng chữ ấy chính là kết quả của sự rèn giũa từng chút một, tính cẩn thận, tỉ mỉ của mỗi người. Những đứa trẻ của vùng quê An Giang này thật may mắn, các em không chỉ được học thêm một thứ tiếng, mà còn được học từ những người thầy đáng kính ấy rất nhiều những giá trị quý giá vô hình. Thầy Tà Phôn từng dùng phương pháp dạy học của người xưa, thầy chỉ dẫn cho cả lớp từng chút một, tuần tự. Mỗi ngày, thầy cùng các em nhỏ học lấy cái chữ của dân tộc trong vòng 2 tiếng đồng hồ, dù ít nhưng mưa dầm sẽ thấm lâu. Thầy còn hướng dẫn cho từng em nhỏ, trẻ nào không biết, thầy sẽ đến tận nơi, nhìn tận vở để hiểu được cái bí của các em. Sau đó, thầy tận tình hướng dẫn, cho đến khi các cô bé, cậu bé hiểu bài, khi ấy các em sẽ liên kết được âm thanh với những con chữ, nhận diện đúng rồi tái hiện lại. Không chỉ là thầy, thầy Tà Phôn ở tuổi 82 của mình cũng giống như người ông của những cô còn học trò nhỏ. Thầy không chỉ dạy cho các em cái chữ, mà còn dạy các em cả những điều cần biết trong cuộc sống. Việc cần phải lễ phép, hành xử lễ độ với mọi người xung quanh là một ví dụ. Sự dịu dàng, ân cần, ấm áp cùng những bài học dung dị như gần gũi của thầy khiến các học trò vừa thương thầy cũng vừa ham học hơn. Như vậy là có 15 năm gắn bó với lớp học nhỏ, thầy Tà Phôn không nhận một đồng lương nào. Với thầy, việc dạy học là một nguồn vui lớn của cuộc sống. Không chỉ vui bởi thầy vẫn còn được cống hiến khi đã về hưu, quan trọng hơn với thầy chính là những điều mà các học trò bé nhỏ của thầy nhận được. Các con có động lực và phương tiện để giữ được cội nguồn. Thầy chia sẻ rằng,
tôi chỉ mong muốn các em, các cháu được chữ viết. Tôi sẽ chú tâm dạy các em nhiều hơn nhằm giúp các em biết được chữ viết và biết đọc rành rẽ hơn. Nhìn lại văn hóa Khmer, người ta càng hiểu hơn động lực mạnh mẽ của thầy giáo đáng kính này. Người Khmer một lòng hướng Phật và có một đời sống văn hóa tinh thần rất truyền thống. Đây dường như là một trong những tộc người bảo lưu tốt nhất truyền thống văn hóa của dân tộc mình trên dải đất hình chữ S này. Trong dòng chảy cuộc sống hiện tại, những nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ nguyên vẹn trong đời sống thường ngày của người dân nơi đây. Những đứa trẻ vô cùng yêu quý những ngôi chùa nơi chúng được thoải mái sống với tuổi thơ yên bình. Ở đó, những chiếc váy sampot vẫn thường xuyên xuất hiện, những lễ hội vẫn là dịp thiêng liêng nhất giúp người Khmer bày tỏ lòng kính ngưỡng của mình với các vị thần và tổ tiên. Trong không khí văn hóa thấm nhuần thiện tín ấy, thầy Tà Phôn đang gắng sức góp một phần nhỏ bé giúp thế hệ tiếp sau nối dài được những truyền thống quý báu của dân tộc mình. Khi các em giữ được tiếng nói, giữ được chữ viết, các em sẽ giữ được trọn sự kết nối với những điều linh thiêng nhất trong văn hóa của mình. Chính những kết nối này sẽ là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn lành và thiện cho các em. Mặt khác, nó cũng chính là hy vọng của nền văn hóa Khmer khi con người khắc sâu những điều đẹp lành truyền từ đời này sang đời khác của dân tộc mình. Khi họ hiểu tiếng nói, giữ được chữ viết, họ sẽ gìn giữ được những điều tốt lành ấy cho những thế hệ sau này. Xin chân thành cảm ơn thầy Tà Phôn. Tình yêu của thầy với văn hóa truyền thống Khmer, những buổi học tiếng Khmer của thầy chắc chắn đang gieo vào tâm hồn trong veo của những đứa trẻ những hạt giống đẹp và lành nhất, để các con hiểu và trân quý những điều thuộc về nguồn cội. Những giờ học của thầy vào mỗi dịp hè chính là một minh họa đáng quý để những đứa trẻ hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn. Cô giáo thực tập xinh đẹp trả tiền 20 bữa cơm cho bà cụ ăn xin. Quý vị và các bạn thân mến, hành động ý nghĩa của cô gái trẻ khi rút tiền giúp đỡ bà cụ ăn xin nghèo khổ được anh Đức Vũ ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Anh Đức Vũ cho biết, khoảng 9 giờ tối ngày 9 tháng 4, khi anh đang ăn cơm bụi thì thấy cô gái trẻ đưa một cụ bà vào quán dùng cơm rồi trả tiền bữa cơm đó. Sau đó cô hỏi người bán hàng thì biết rằng suất cơm hàng ngày cụ ăn là 10.000 đồng mỗi bữa. Cô đã rút ra 200.000 đồng đưa cho chủ quán và nói rằng mua cho bà cụ 20 lần ăn cơm nữa. Chứng kiến câu chuyện này, anh Vũ không khỏi xúc động và muốn chia sẻ cho nhiều người biết. Anh chia sẻ rằng số tiền có thể không nhiều, nhưng đây là một hành động và nghĩa cử đẹp làm ấm tình người, để thấy rằng cuộc sống quanh ta còn nhiều người tốt. Thế là 20 lần ăn tiếp theo, cụ sẽ được dùng cơm miễn phí nhờ lòng tốt của cô gái. Được biết cụ bà quê Thanh Hóa, nhưng vì nhà quá nghèo nên phải dạt ra tận Ninh Bình để ăn xin. Câu chuyện của anh Đức Vũ được chia sẻ nhiều và nhanh chóng trên mạng xã hội. Chỉ sau ít giờ đăng tải, nhiều người bày tỏ sự mến phục với việc làm của bạn nữ trong câu chuyện và liên tiếp dành cho cô những lời khen có cánh. Một thành viên bình luận, cảm động quá, cuộc sống đẹp hơn khi có những bạn trẻ như bạn. Nhiều câu chuyện như thế này sẽ làm xã hội tốt lên. Xin được gửi lời cảm ơn đến em, cô gái trẻ. Qua tìm hiểu, cô gái trẻ trên tên là Nguyễn Tùng Linh, sinh năm 1995, quê ở Nghệ An, hiện là sinh viên ngành sư phạm văn của trường Đại học Vinh và đang là giáo viên thực tập môn ngữ văn tại trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, tỉnh Ninh Bình. Chia sẻ với phóng viên, cô giáo trẻ cho biết đây là lần đầu tiên cô gặp cụ bà và có phần khá bất ngờ khi việc làm nhỏ của mình được mọi người chú ý và chia sẻ. Tùng Linh kể, em đang liên hoan chia tay với các bé học sinh nơi mình thực tập thì thấy cụ già đến xin tiền. Thấy bà cụ hiền lành phúc hậu nhưng gặp phải hoàn cảnh đáng thương, em lại nghĩ tới hình ảnh người bà mình đã mất và muốn giúp đỡ phần nào. Sau khi nghe mấy người xung quanh đã kể về những hoàn cảnh của cụ thì em đã gửi tặng 200.000 đồng tiền cơm cho người bán hàng cơm và 300.000 đồng để bà thuê phòng trọ. Lúc đó em chỉ nghĩ đến việc cần phải giúp cụ thôi, chứ cũng không nghĩ đến việc là sẽ được nhiều người biết đến như hôm nay. Cùng với đó thì 9X chia sẻ là bản thân của cô cảm thấy vui khi được làm một việc tốt và mong rằng là sẽ có nhiều người biết đến chung tay giúp bà cụ cũng như những người già khác có hoàn cảnh khó khăn, không còn phải chịu những cảnh đói rét. Linh tiết lộ sau khi thực tập ở Ninh Bình, cô sẽ ra Hà Nội thử sức với công việc biên tập cho một kênh truyền hình. Ngoài công việc chính, cô gái 23 tuổi cũng thổ lộ muốn có nhiều cơ hội để giúp cho những người già neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.